Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự sáng thứ năm, ngày mùng 3 tháng 2 năm 2022, tức là ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Nhâm Dần của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trong chương trình thời sự buổi sáng hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị. Thưa quý vị khán giả, quế là một trong những cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao đang được nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh chú trọng đem trồng. Nhờ phát triển cây quế, không ít hộ gia đình đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu, cuộc sống ngày càng đổi mới. Trước đây, gia đình anh Triệu Đức Ngân ở bản Quân 1 rất khó khăn vì làm ruộng không đủ ăn nên anh đã tập trung trồng rừng. Hiện gia đình anh Ngân đã có 3 hectare cây quế. Nhờ chăm sóc tốt và bán được giá cao, anh Ngân đã thoát được nghèo, cuộc sống có nhiều cải thiện. Gia đình tôi đã được khai thác một đợt và kinh tế của cây quế này nó cao hơn hẳn so với các cây khác và giúp gia đình tôi xóa đói giảm nghèo. Là một trong những hộ trồng quế lâu năm, ông Triệu Văn Huyện ở phường Xuất Hóa, thành phố Bắc Cạn cũng thấy được lợi ích mà cây trồng này mang lại. Theo ông, cây quế rất phù hợp với thổ nhưỡng và điều kiện tự nhiên ở địa phương. Tuy thời gian để cây trưởng thành dài hơn, song so với các cây lâm nghiệp khác, cây quế mang lại giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần. Quế thì nó lại lâu hơn như các cây khác, lâu hơn những cây mỡ nhưng mà giá trị của nó vẫn cao hơn. Dù mình trồng lâu năm nhưng mà thu hoạch nó vẫn hơn. Đấy, cho nên gia đình tôi là chỉ chọn quế làm thôi. Toàn tỉnh hiện có trên 3.600 hectare cây quế đã thành rừng. Ngoài ra còn một số diện tích chưa thành rừng đang được người dân tập trung chăm sóc. Trước đây do tập quán canh tác kỹ thuật trồng rừng của bà con còn lạc hậu nên lợi nhuận kinh tế từ cây quế không cao. Tuy nhiên vài năm trở lại đây, nhờ sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước về giống, khoa học kỹ thuật nên người dân trong tỉnh đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những giống mới năng suất cao vào sản xuất, đồng thời mở rộng diện tích cây quế. Theo tính toán của các hộ dân, nếu tận thu cành, lá, vỏ, thân gỗ, ước tính 1 hectare quế khoảng 15 năm tuổi, có thể thu về từ 400 đến 500 triệu đồng, cao gấp 2 đến 3 lần so với cây lâm nghiệp khác. Nói chung như giá ổn định như bây giờ là trồng quế là nó hiệu quả là rất cao. Cả thân, cả lá là tính, bán ở đây tính sơ sơ mỗi HA thì cũng phải được 400 triệu. Bà con ở đây nhìn chung là xóa đói giảm nghèo là về cây quế. Thế một số gia đình thì hiện nay là mua được ô tô. Một số là xây được nhà, như hiện nay là bà con là có 70% là coi là nhà xây kiên cố. Nhờ hiệu quả kinh tế mà cây quế mang lại, những năm gần đây, đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh ngày càng khấm khá. Nhiều gia đình giàu lên từ trồng quế, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3 đến 4% một năm. Cũng nhờ cây quế, Tết này, nhiều hộ gia đình trong tỉnh, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số, đã không còn lo cái ăn, cái mặc. Cuộc sống ngày càng no đủ, sắc xuân thêm bừng sáng. Trên những cánh rừng thơm hương quế. Thực hiện đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh, trong năm 2022, tỉnh Bắc Cạn tiếp tục chú trọng phát triển vùng sản xuất tập trung trồng cây ăn quả đặc sản và cây chè, rong giềng theo hướng hữu cơ. Trong đó, vùng trồng cây cam, quýt tập trung tại 5 xã thuộc hai huyện Bạch Thông và Chợ Đồn, vùng trồng cây hồng công hạt tập trung tại 15 xã của 4 huyện Chợ Đồn, Ha Rì, Ngân Sơn và Ba Bể, vùng trồng cây rong giềng tập trung tại 6 xã của hai huyện Ba Bể và Ha Rì. Vùng trồng chè Trung Du tập trung tại 8 xã thị trấn của 3 huyện Ba Bể, Bạch Thông và Chợ Mới. Vùng trồng chè San Tuyết tập trung tại 6 xã của 3 huyện Chợ Đồn, Ba Bể, Chợ Mới. Ngoài ra, tỉnh còn xác định vùng trồng cây mơ và cây chuối tập trung tại 12 xã của 4 địa phương là Chợ Mới, Bạch Thông, Chợ Đồn và thành phố Bắc Cạn. Việc chú trọng phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời thay đổi nhận thức của người dân về phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp bền vững theo hướng hàng hóa. Thưa quý vị, Đèo Gió là thôn vùng cao của xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn với 115 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Những năm qua, người dân nơi đây đã thay đổi rõ nét mọi mặt trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Nếu có dịp đi qua thôn Đèo Gió, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng bởi rất nhiều loại hoa đào đang đua nhau khoe sắc. Thôn Đèo Gió mang một sắc thái riêng, một vẻ đẹp riêng không nơi nào có được. Cứ vào dịp cuối năm, nhiều hộ dân tại thôn Đèo Gió, xã Vân Tùng lại có thêm một khoản thu nhập khá để chuẩn bị cho dịp Tết. Đó chính là bán đào. Những ngày này, bà Bàn Thị Tít khá bận rộn với việc cắt cành đào bán, giới thiệu đào cho khách mua về chơi Tết. Kinh doanh thì cũng trồng chăm sóc
để mà đến vụ đến vụ Tết này là mình chỉ có cắt về để bày để bán. Khách thì khách ở dưới Hải Phòng này, Hưng Yên này, Hà Nội này, Thái Nguyên thì cũng họ cũng lấy mà ít. Nguồn kinh tế chính của người dân thôn Đèo Gió là phát triển nông lâm nghiệp và chăn nuôi. Nhận rõ thị trường hiện nay, chăn nuôi trâu, bò ít hiệu quả. Chính quyền thôn đã khuyến khích bà con chuyển sang chăn nuôi ngựa bạch. Đến nay, toàn thôn có hơn 120 con ngựa bạch. Con bé vài tháng tuổi đã có giá 30 triệu đồng. Còn ngựa trưởng thành, giá thành lên đến 90 triệu đồng. Tôi thì nuôi được, mình tập nuôi được 2-3 năm nay thôi. Còn so với những con động vật khác thì những con ngựa là hiệu quả kinh tế là nó cao hơn so với những con khác. Thì là nhưng bây giờ hiện tại giá cả nó ổn định hơn, giá cả nó lệch hơn những con khác, con trâu, con bò. Những con to nó cũng tùy từng con to con đẹp thì giá nó cũng đẹp. Như con bé nếu mà như ngựa to thì hiện tại con tầm khoảng 50-60 triệu một con. Thôn Đèo Gió còn được biết đến là một trong những điểm dừng chân của du khách thập phương khi đi qua huyện Ngân Sơn. Qua thống kê, hiện có 35 hộ kinh doanh dịch vụ. Bà con chủ yếu bán các loại nông sản, dược liệu kết hợp với phục vụ ăn uống. Trong đó có 5-6 hộ chuyên tâm làm dịch vụ và đầu tư nhà hàng quy mô tương đối lớn để đón các đoàn khách đến nghỉ ngơi, mua sắm. Kinh tế ổn định, người dân có điều kiện thay đổi cuộc sống. Đến nay, 80% hộ dân có nhà xây kiên cố, 16 hộ có ô tô, số hộ nghèo theo chuẩn cũ còn 6 hộ. Tuyên truyền về trồng những cái gì có giá trị kinh tế cao này và phải áp dụng khoa học kỹ thuật vào để mà chăn nuôi và trong sản xuất cũng vậy. Để cho có hiệu quả là cái ngày công và cái đạt được cái theo cái... sự tính toán của trong thôn từng năm để mà dần dần là bà con là xóa đói giảm nghèo này và phát triển kinh tế để mà xóa nghèo bền vững và làm giàu bằng cái công sức của bà con là cố gắng. Một mùa xuân nữa lại đến, thôn Đèo Gió đã có nhiều thay đổi rõ nét khi những ngôi nhà xây mọc lên ngày càng nhiều bên những vườn đào đua nhau nở rộ trong dịp Tết, càng tô thắm cho cuộc sống của người dân nơi đây có thêm sức sống, động lực mới, tiếp tục thay đổi trong tương lai. Trong năm mới thì hy vọng là thời tiết nó ôn hòa này, mọi cái tốt lành trong năm mới và cũng mong muốn là bà con phát triển là đạt được mọi cái theo ý muốn và về cái lộc tài nhiều này và may mắn này, xong là nhiều cái thu nhập trong gia đình để mà làm giàu chính đáng. Đầu xuân năm mới là dịp mỗi chúng ta tạm gác lại những câu chuyện của năm cũ và cùng hân hoan với những dự định mới. Trong thời khắc ấy, mỗi người ở từng vị trí công việc lại có những dự định hoài bão riêng. Năm 2021 là một năm ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các cán bộ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh nói riêng và của cả ngành y nói chung. Những ngày làm việc xuyên trưa, những đêm không ngủ trọn giấc để kịp thời có những kết quả xét nghiệm nhanh nhất, chính xác nhất, phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Trong những ngày làm việc cuối cùng của năm, họ cũng vẫn tất bật như vậy. Khi được hỏi về những mong ước của mình trong đầu xuân mới, chị Vi Thị Chuyên, trưởng khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã không giấu được niềm xúc động. Những giọt nước mắt đã rơi, nhưng đó không phải là những giọt nước mắt buồn, mà đó là giọt nước mắt hạnh phúc. Bởi theo chị, sự vất vả của cán bộ xét nghiệm như chị nói riêng, cũng như của cán bộ ngành y nói chung, đã đóng góp không nhỏ cho công tác phòng chống dịch của tỉnh. Chúng tôi là cán bộ xét nghiệm, thì luôn nhận thức được và rõ nhất được rằng chỉ có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 sớm nhất thì mới có thể truy vết được, khoanh vùng được và dập dịch được hiệu quả nhất. Chính vì vậy mỗi cán bộ chúng tôi ai cũng phải luôn luôn vượt qua những khó khăn, nghĩa là mẫu đến bất kể mọi giờ nào, đêm, kể 1 giờ đêm, 2 giờ đêm, thậm chí ngày nghỉ, ngày Tết, chúng tôi sẵn sàng nhận và thực hiện vào ca và kíp và thực hiện xét nghiệm luôn để có kết quả sớm nhất và nhanh nhất. Cũng mong muốn sang năm 2022 thì bản thân chúng tôi, mỗi cán bộ xét nghiệm chúng tôi và tất cả người dân trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn luôn luôn hãy tuân thủ 5K,
thực hiện tốt các quy định về trong công tác phòng chống dịch bệnh để một cách nhanh nhất, sớm nhất sang năm mới chúng ta sẽ được sống trong một môi trường sạch, không còn dịch bệnh và môi trường an toàn nhất. Tới thăm khu vườn nhà lưới công nghệ cao của anh Nông Văn Khiêm, xã Như Cố, huyện Chợ Mới, nhìn những quả dâu tây chín đỏ tươi tốt như thế này, mới thấy được những tháng ngày cần mẫn chăm sóc, nâng niu của anh nông dân ấy. Anh Khiêm vui vẻ mời chúng tôi và tự thưởng cho mình những trái ngọt do chính đôi bàn tay xương gió của anh chăm sóc và chia sẻ về những mong ước trong năm mới. Thứ nhất sang năm mới này thì mình cũng rất mong là cái mô hình dâu tây của mình nó sẽ thành công như mình mong muốn. Thứ hai là mình sẽ góp một sức mọn nho nhỏ như đấy để lan tỏa cho các bạn trẻ tiến tới lập nghiệp trên quê hương, không phải môn ba như mình như ngày xưa nữa, thì cuộc sống này nó sẽ đỡ vất vả đi. Còn tại cửa hàng hoa tươi của chị Mai Thị Hồi, tổ 1, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Cạn, ngày cận Tết, khách hàng nhộn nhịp. Đôi tay của chị Hồi khéo léo cắm những bình hoa, lãng hoa đẹp mắt. Giữa sắc màu của hoa, chị Hồi cảm thấy hạnh phúc trong lòng vì năm 2021 sắp qua đi. Sau những tháng ngày chăm chỉ, đôi bàn tay ấy không chỉ đã gây dựng được chữ tín cho khách hàng, mà còn gây dựng cho gia đình nhỏ của chị một căn nhà riêng ấm áp. Bước sang năm 2022 thì vợ chồng tôi rất mong là có thật nhiều sức khỏe để cùng đồng lòng tiếp tục chăm chỉ lao động để được những bông hoa tươi đẹp nhất phục vụ đến khách hàng. Xuân mới khởi đầu cho một hành trình mới, chúc cho mọi người, mọi nhà đều đạt được mong ước cuộc sống bình an, hạnh phúc, sung túc và thịnh vượng trong năm mới 2022. Thưa quý vị, trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, công tác xét nghiệm vô cùng quan trọng để triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, khoanh vùng và truy vết nhanh, không để lây lan rộng ra cộng đồng. Vì thế, khi phát hiện ổ dịch mới, công tác xét nghiệm luôn được đặt lên hàng đầu. Và những cán bộ y tế nơi phòng xét nghiệm chính là những chiến sĩ âm thầm nơi tuyến đầu chống dịch. 19 giờ tối mới tiếp nhận mẫu xét nghiệm từ cơ sở. Đêm nay, y bác sĩ khoa xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Cạn xác định sẽ phải chạy mẫu thâu đêm để có được kết quả nhanh nhất, chuyển cho đồng nghiệp thực hiện cách ly, theo dõi các ca bệnh F0 mới. Đồng thời phong tỏa, khoanh vùng dịch nhanh chóng, không để dịch lây lan rộng. Xét nghiệm là công việc đòi hỏi độ chính xác cao, từ khâu lấy bệnh phẩm, tách chiết vật liệu di truyền, chạy máy, phân loại, thông tin cá nhân, ghi phiếu dịch tễ. Tất cả các quy trình đều phải thật tỉ mỉ, chuẩn xác. Chỉ cần lơ là một chút mà bỏ qua hoặc thao tác không chính xác, dù chỉ là một bước nhỏ trong quy trình xét nghiệm, cũng sẽ làm sai lệch kết quả, rất nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp, tâm lý, sức khỏe bệnh nhân, công tác điều trị và ảnh hưởng lớn đến cả hệ thống công tác phòng chống dịch COVID-19. Do đó, những cán bộ được chọn làm xét nghiệm COVID không chỉ là những người có kinh nghiệm mà còn vững vàng chuyên môn, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn sinh học. Công tác xét nghiệm về SARS-CoV-2 để mà chẩn đoán các cái ca bệnh nghi ngờ COVID trên địa bàn thì nói chung là có thể đánh giá rằng là chúng tôi đã nỗ lực tập thể của đơn vị cũng như là nói chung và khoa xét nghiệm nói riêng cũng đã chủ động để mà phối hợp mà đoàn kết để mà thực hiện tốt các cái nhiệm vụ được giao. Thì có thể nói rằng là các cái hoạt động ngay từ đầu năm, các cái vụ dịch ca bệnh nghi ngờ thì đơn vị là đã gần như là phải chủ động các cái kíp đội cơ động để trực tiếp đến cơ sở để lấy mẫu và sau đó về lại tiếp tục là tổ chức triển khai xét nghiệm tại labo, thì có thể nói rằng là một công việc khối lượng rất lớn. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, năng lực xét nghiệm virus SARS-CoV-2 của tỉnh Bắc Cạn không ngừng được tăng lên. Công suất trung bình xét nghiệm real-time PCR đạt từ 500 đến 1.000 mẫu bệnh phẩm một ngày, tối đa 5.000 mẫu một ngày. Các trung tâm y tế tuyến huyện đã hoàn thiện các điều kiện để triển khai xét nghiệm kỹ thuật virus test nhanh, phục vụ sàng lọc, chủ động các đối tượng nguy cơ. Chính nhờ lòng nhiệt huyết với nghề, lấy công việc làm niềm vui, coi khó khăn là động lực của những cán bộ làm xét nghiệm, đã góp phần không nhỏ cùng ngành y tế trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Chương trình Thời sự buổi sáng ngày mùng 3 Tết của chúng tôi đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị thành công với những dự định mới trong năm Nhâm Dần.